Đã bao giờ bạn cảm thấy thế giới này không còn là một nơi đáng để đặt lòng tin hay là không? Khi những hành vi sai lệch cứ liên tục lấp liếm dư luận nhằm phục vụ mục đích bất chính. Chắc hẳn là các bạn vẫn còn nhớ đến việc mà trong đó Hoài Linh cùng nhiều người nổi tiếng khác dính phốt sao kê. Họ khởi xướng phong trào từ thiện cho những đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ trên danh nghĩa những vị mạnh thường quân. Tuy nhiên, do chưa toàn tâm toàn ý thực hiện những gì bản thân đã hứa hẹn, đảm bảo mà họ đã khiến cho hàng nghìn bà con bị quay lưng vào cái lúc mà họ cần được hỗ trợ nhất. Chưa kể, điều này còn là một bộ phận dân tình mất đi niềm tin vào những người nghệ sĩ chân chính, có tâm và lòng hảo tâm. Những thông tin bịa đặt, đánh lừa lòng tốt của đại chúng được lan truyền với một tốc độ chóng mặt, để rồi khi được đưa ra ánh sáng, chúng ta mới bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Đó là khi mọi thứ được sáng tỏ nhờ những vì sao kê. Chính lúc đó, chúng ta mới nhận ra rằng lòng tốt của mình đã bị lợi dụng. Xã hội sẽ ra sao nếu như chúng ta không thể tin tưởng để làm việc tốt một cách chân thành được? Bài viết của tác giả Quốc Đạt mang tên Đạo đức giả và mặt tối của một số phong trào nhân đạo sẽ phần nào giải đáp câu hỏi này qua việc đưa ra một cái nhìn sâu sắc hơn về bản chất của những phong trào nhân đạo giả tạo, đồng thời giúp bạn có thêm góc nhìn để lòng tốt không bị lợi dụng bởi đạo đức giả. Lưu ý, mọi quan điểm, luận cứ trong bài viết đều là kiến thức chủ quan của người viết. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu từ khái niệm trước nha. Theo từ điển Oxford, đạo đức giả là hành vi không khớp với chuẩn mực đạo đức mà một người từng tuyên bố. Hành vi đạo đức giả chia ra làm 6 loại. 1. Không nhất quán, yêu cầu người khác phải thực hành đạo đức trong khi bản thân thì không. 2. Đổ lỗi, lên án hành vi thiếu đạo đức của những người khác trong khi bản thân thì cũng phạm phải. 3. Giả vờ, tuyên bố tin tưởng vào một quan điểm đạo đức trong khi sâu thẳm thì lại ngược lại. 4. Tự mãn, tuyên bố về một hệ thống đạo đức hoàn hảo của bản thân trong khi chỉ thực hành một số ít trong đó để giữ hình tượng. 5. Tiêu chuẩn kép, bộc lộ đạo đức cá nhân bằng cách hạ thấp đạo đức của người khác. 6. Ba phải, thay đổi nhận thức đạo đức tùy theo quan niệm, dư luận của số đông dù không có lý lẽ rõ ràng. Và có một sự thật là đạo đức giả đang tồn tại ở những người nhận thức được lẫn những người không nhận thức được nó. Chúng ta đã điểm qua 6 hành vi của đạo đức giả rồi. Thế thì còn nguồn gốc của đạo đức giả là từ đâu? Đạo đức giả đã được tạo ra bởi nỗi sợ và lòng tự trọng thấp. Chúng ta sợ phải thừa nhận trách nhiệm cho sai lầm của bản thân. Bên cạnh đó, con người thường có xu hướng tin tưởng bản thân là một cá thể vượt trội nên tự ngụy tạo lý lẽ để che giấu sự tự ti, hòa nhãn xung đột trong nội tâm giữa niềm tin và sự thật. Có thể nói rằng, đạo đức giả là cơ chế phòng hộ. Nó không xấu cho đến khi được đem ra để biện minh, thể hiện và gây tổn thương. Người ta lựa chọn đạo đức giả thay vì đạo đức thật bởi vì nó dễ chịu và dễ làm. Vì vậy, có thể nói người đạo đức giả là người yếu nhược. Khi xã hội nhiều phán xét hơn, lại càng kích động nạn đạo đức giả như một diễn viên càng được người xem thì lại càng diễn hăng. Người ta diễn để chứng minh mình vô can hay là thánh cao. Vì vậy thời nay mới có câu, người hay nói đạo lý thường sống như... Giờ đây, các bạn đã biết về lý do của căn bệnh đạo đức giả này rồi. Nhưng làm thế nào để phát hiện những biểu hiện của đạo đức giả? Thông thường, đạo đức giả có 6 biểu hiện như sau. 1. Cố chấp vào định kiến. Cố chấp vào định kiến cộng thêm với sự thiếu hiểu biết cũng vô tình gây ra nạn đạo đức giả. Tương tự như vậy với những người luôn bảo người khác phải làm cái này, cái kia trong khi bản thân thì không dám hoặc là không có khả năng làm. Loài người rất giỏi thử thách đồng loại trong khi chính bản thân họ thì cũng đang mông lung. Họ thường áp dụng rất chính xác những tiêu chuẩn đạo đức lên những người xung quanh nhưng mà không phải là bản thân. 2. Không suy xét rõ ràng các khả năng. Quan điểm thường tình phân ra thiện ác không sai nếu như chúng ta chỉ dùng đó làm lằn danh phân biệt. Tuy nhiên do sự mù quáng và quá khích nên nhiều người tự định đoạt thiện ác một cách lệch lạc. Sự khích lệ cải thiện và trừng phạt cái ác vô tình bắt con người phải chọn phe. Mặc dù bản thân họ chưa trải nghiệm và vượt qua sự kiện đó, nhưng họ vẫn muốn đánh giá. Ví dụ như nhiều người khi thấy sự việc A thay vì dành thời gian để soi xét, đánh giá thì họ sẽ thường sẽ chọn luôn một phe mà họ coi là thiện và thể hiện cái nhìn khắt khe với những phe khác. Điều này gây ra thiếu nghị lực kiên trì khi cái thiện gặp thử thách. Ở chiều hướng đối lập, việc này gây ra xu hướng đay nghiến cái ác quá độ. Vì lý do đó, người phạm lỗi phải dùng đạo đức giả để khỏa lấp tội lỗi, mặc cảm, nỗi sợ bị trừng phạt và dần dần kết nối với nó. Trường hợp này có thể bắt gặp ở trẻ nhỏ. Con người đã gắng sức diệt trừ thói đạo đức giả, nhưng họ có một quán tính xấu là bài trừ bằng cách đặt nó vào một người khác chứ không phải là bản thân của mình. Tiêu biểu, hình tượng quỷ dữ được tạo ra để con người áp đặt cái ác vào đó, để chút giận, để làm cái cớ cho sự sa ngã, hay làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của những kẻ chiến thắng cái ác mà hiếm khi nhìn nhận cái ác từ bên trong. Tương tự như vậy đối với việc tạo ra một kẻ thù chung. 3. Tạo ra sự mù quáng. Đặc biệt khi mù quáng kiên cố hơn hiểu biết sự thật, thói đạo đức giả xuất hiện ở những người có cái tôi cao. Nhiều người tự hào vỗ ngực xưng tên đại diện cho chính nghĩa, mà đâu ngờ thói đạo đức giả đã dẫn dụ họ vào căn bệnh rối loạn hoang tưởng thuộc nhóm hoang tưởng tự cao. Thứ họ tự hào giờ đây mặc nhiên trở thành một điểm yếu chí mạng. Nếu nó sụp đổ, tâm lý của họ cũng sẽ sụp đổ theo.
nên họ sẽ sống mãi với hoang tưởng đó như là hình với bóng. Ví dụ cho luận điểm này là những anh hùng rơm thích nhân danh chính nghĩa, những người hay thể hiện đao to búa lớn mà không đi kèm với hành động tương xứng. 4. Thực dụng. Khi thói đạo đức giả dần lấn át do thói thực dụng, nó tuyệt nhiên được công nhận. Lúc này, người ta quay mũi giáo nghi ngờ trở lại đối với các tiêu chuẩn đạo đức. Lắm người tân thời kiểu kêu gào bài trừ cổ hủ để trút ra ẩn ức khi bị áp chế bởi khuôn khổ đạo đức thắt chặt. Nhưng sự thật là họ cũng đang khó biết được là đã tìm được nền tảng đạo đức ưu việt hơn, hay là chỉ đang cần sự tự do thoải mái để phóng thích cái phần bản năng hoang dã để rồi một ngày nào đó lại hối hận và khôi phục lại những cái thứ mà họ từng bác bỏ. Điều này dễ bắt gặp ở những người trẻ yêu chuộng tự do đến cái mức mất kiểm soát, cộng thêm đó là cái sự cổ vũ phóng túng từ bên ngoài, và nan giải hơn là những người khôn lỏi thực dụng. 5. Kenken Drama. Kenken Drama có lẽ là một ví dụ rõ nét nhất cho thấy nạn đạo đức giả đang hoành hành. Thiên kiến xuất hiện ở khắp nơi nhằm chứng tỏ bản thân ưu việt hơn những người còn lại của thế giới, núp dưới danh nghĩa của những cái nick ảo và một cộng đồng những người sẵn sàng chửi đồng, phán xét trong bất kỳ drama nào. 6. Bẻ cong sự thật. Những kẻ hiểu cao biết rộng, giao giảng đạo đức nhưng lại đến lúc đối mặt với thử thách thì họ sẽ cũng chỉ lờ đi những cái nguyên tắc mà họ hàng tôn thờ, thậm chí là bẻ cong sự thật để an ủi tòa án lương tâm và loài mắt người đời. Điều này dễ thấy ở những người hành thiện giả dối cốt là để xin gia ân từ những đấng tối thượng, hay là lợi dụng danh nghĩa hòng chiếm đoạt lợi ích. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những biểu hiện của các phong trào đạo đức giả với các mục đích nhằm trục lợi cho bản thân. Thứ nhất, nữ quyền. Phong trào nữ quyền rất nhân văn nhưng mà đáng tiếc là nó chưa có tác dụng triệt để, bởi khó để thuyết phục toàn bộ nhân loại vốn luôn giằng co bởi phần con và phần người. Ví dụ, tồn tại nhiều trường hợp vật thể hóa phụ nữ. Lỗi chỉ tại những gã đàn ông đê tiện hay có sự tiếp tay của một số phụ nữ méo mó tâm đắc việc mượn nhan sắc và cơ thể để lợi dụng đàn ông, rồi xem đó là một thành tựu chiến thắng của phái đẹp. Chủ đề này Spider Room đã từng chạm đến qua video nóng cùng World Cup 2022. Các bạn hãy ghé qua xem nhé. Còn giờ thì quay trở về bài viết chính nào. Không ít hơn 100 lần tôi bắt gặp sự nể phục và những câu đùa về nghề mại dâm hay việc cố trở thành một cô vợ chiến lợi phẩm bởi vì đó là cách nhanh nhất để đem lại nhiều tiền tài và danh vọng. Tôi không đề cập hay là có ý xúc phạm gì đến những người kiếm sống bằng nghề này. Đó chỉ là những lời bâng quơ hay đang âm thầm bình thường hóa và cổ vũ việc bất chấp tất cả miễn đạt được mục đích sung sướng tâm thân. Nhận thức độc hại này phải chăng là bước lùi của việc thúc đẩy nữ quyền khi mà hòa hoãn với việc đem cơ thể phụ nữ ra làm mồi câu? Có thể ví dụ trường hợp này bằng một số văn hóa phẩm câu khách rẻ tiền. Và điều đó có phải là một sự gợi mở cho những gã não tàn tiếp tục hành vi thú tính một cách quấy rối, chinh phục, chiếm hữu cực đoan và gọi đó là bản lĩnh của đàn ông? Khuyết điểm thứ hai là nhiều người đang quá khích cố áp đặt suy nghĩ thù ghét, xem thường đối với phái nam và lấy cái mốc là sự hả hê, cô lập nam giới nhằm khẳng định chiến thắng của nữ quyền. Họ còn ngầm gây sức ép, buộc phái nữ quan trọng hóa cá nhân thái quá và chú ý nhìn nhận của người khác bằng cách đóng khung phụ nữ thành công với những từ khóa phổ biến và chung chung như là công chúa, bà hoàng, phong cách, lối đi riêng, bản lĩnh, độc lập, vân vân. Vậy hóa ra chỉ những người phụ nữ ở trên đỉnh cao mới có tư cách để tham gia và đại diện để đấu tranh cho nữ quyền, hay là có những người cố tình lợi dụng phong trào bằng cách biến nó từ rộng rãi nay trở thành hình thức PR cá nhân. Hậu quả là làm hại phong trào thoái hóa trở về cục bộ. Những kẻ tiêu cực đang cố biến cái phong trào bình đẳng tiến bộ này trở thành phong trào thúc đẩy mẫu hệ man di dưới danh nghĩa đạo đức. Tôi nghĩ nữ quyền không nên chỉ dừng lại ở việc hô hào nhận thức cho cộng đồng, mà chính những người phụ nữ phải tiên phong nhận thức và hành động rốt ráo. Ngoài ra còn phải cải thiện bằng pháp luật nghiêm ngặt, giáo dục, bình đẳng vị thế kinh tế, gia đình, xã hội của phụ nữ, vốn là những mục tiêu gần gũi, thiết thực và chủ chốt tạo nên sức nặng thực sự của nữ quyền. Một cách hữu hiệu khác để nữ quyền được nâng cao là thuyết phục nam giới cùng ủng hộ bằng cách tháo gỡ chiếc gông định kiến, phải tuyệt đối mạnh mẽ, không có điểm yếu để chặt lấy nam giới. Chấp nhận rằng không ai khớp với mặc định truyền thống về nữ tính hay là nam tính 100%, ai cũng có quyền tự do về hệ giá trị tốt đẹp của bản thân. Thứ hai là LGBT. Nói đến phong trào LGBT, bên cạnh những thành tựu tích cực thì vẫn có một số bước lùi, như là cố ý đóng khung cộng đồng này bằng những hình mẫu lý tưởng trên trời, như là giàu có, CEO, chuyện tình đẹp, sắc vóc kinh diễm, tài năng. Đối lập với hình tượng hoàn hảo đó, đám đông toxic sẵn sàng thiếu tôn trọng, tấu hài những người LGBT không hoàn hảo như là hình mẫu đam mỹ, bách hợp, lý tưởng được vạch sẵn. Đâu ai sinh ra chỉ để thành trò hề, huống hồ còn có một phong trào tiến bộ ở đây mà. Truyền thông hiện nay dường như chưa hiểu LGBT mà chỉ mượn hình ảnh đó để câu view và giải trí. Trùng hợp với khái niệm queerbaiting, có ai thực sự thấu hiểu và đem những khái niệm như là giới tính học, bản dạng giới, xu hướng tính dục và thể hiện đến với rộng rãi quần chúng, giúp họ hiểu và chấp nhận một cách khoa học? LGBT hiện nay thậm chí đã phát triển thành LGBTQ+, chứ không chỉ còn là tên gọi giới tính thứ ba hay là BD. Kỳ thị LGBT+ cũng bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, dẫn đến thiếu cảm thông.
có cả một lý giải tâm lý học homophobia cho hiện tượng này. Phong trào LGBTQ+ không chỉ dừng lại ở khía cạnh vận động toàn bộ nhân loại chấp nhận, mà còn giúp những người thuộc LGBTQ+ dũng cảm nhận ra chính mình và tránh tình trạng mạo nhận LGBTQ+ theo trend. LGBTQ+ thực sự là một phong trào nhân đạo và nên là một phong trào nhân đạo đúng nghĩa, đem lại tiến bộ, lợi ích chung, hơn là chỉ dừng lại ở hình thức vì lợi ích của một thiểu số người đem nó ra để giải trí, trêu ghẹo hay là tầng bốc. Thứ ba, từ thiện. Theo cuốn luận về biểu tặng của Marcel Mauss, ông đã vạch trần bản chất của hành động cho, nhận không thực sự trong sáng như mọi người hằng nghĩ. Bởi loài người là một sinh vật xã hội với nguyên tắc tương trợ, nên mọi hành động cho luôn là trao đổi. Quả thật, ở đây tồn tại thứ lớn hơn nhiều, đó là những người cho muốn tìm cảm giác thống trị, nên lòng trắc ẩn từ thiện dễ bị ô nhiễm thành trịch thượng đối với người nhận và cả những người không cho. Tiêu biểu bằng cái suy nghĩ sao mày không làm từ thiện đi như là tao làm, hoặc chỉ nghĩ rồi vận động người khác làm, cốt ý khoe khoang và dè bỉu để thấy mình là thượng phong, là người tốt. Về cơ bản, người cho muốn nhận lại giá trị tương đương cái họ quan niệm đã cho. Ở chiều hướng ngược lại, người nhận bị đặt vào nghĩa vụ, cảm giác phải đền đáp xứng đáng, hoặc có trường hợp tệ hơn, họ dần chây ý và dùng sự khổ sở của bản thân. Phổ biến là hình ảnh người già, trẻ em khuyết tật và nghèo, để làm thứ đền đáp tối thiểu nhằm thỏa mãn mong muốn nhận lại, làm người tốt của người cho. Đó là bản chất công bằng phổ quát của loài người, vì không phải ai cũng là người tốt, cho đi không cần nhận lại, hay là sống đúng với câu, vô công bất thọ lộc. Vậy có nên làm từ thiện không? Câu trả lời là có, bởi vì con người là một sinh vật hướng thượng. Hãy cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Chúng ta cần tỉnh táo nhận thức được việc từ thiện khoa học hơn chỉ là cơ chế xin cho đơn thuần. Mục đích tối thượng của việc từ thiện là hỗ trợ và đảm bảo các quyền, nhu cầu cơ bản của con người và đảm bảo công bằng và khả năng tiếp cận tri thức, nghề nghiệp. Ngoài ra, người tốt là người tự động nhận thức hoàn toàn tư duy và hành động sao cho tỉnh thức, thống nhất với lợi ích riêng và chung, chứ không phải là học vẹt theo quan niệm người tốt của đám đông. Các phong trào dù phân biệt về đối tượng, nhưng không nằm ngoài chính thể nhân đạo và mục đích tối thượng của nhân loại là đem lại lợi ích cho toàn bộ loài người chứ không phải riêng một thực thể nào cả. Từ những ví dụ ở trên, ta thấy thứ ngăn trở đạo đức chính là cái tôi thái quá. Không phải chỉ có một cái tôi hám danh hám lợi thái quá, mà còn có rất nhiều cái như thế ở trong xã hội, hợp thành cơ chế suy đồi. Đó là nguyên nhân gây ra suy nghĩ, ở đời thì phải hơn thua, xảo trá, miễn cứ núp dưới cái bóng đạo đức giả tạo là không ai biết. Đó là tha hóa, nhưng cũng là phong thủy. Hãy biết đời lên voi xuống chó thì ai cũng như ai. Lắm khi chính ta là nạn nhân của ta. Hãy sống tốt không chỉ vì người mà còn là vì mình. Bạn có thể luyện tập mỗi ngày một số cách sau để tư tưởng và hành động của bạn trở nên khăng khít hơn để đối trị với cả thói đạo đức giả. 1. Không vội phán xét người khác, chỉ tập trung chỉnh sửa bản thân. 2. Đừng có thể thốt. 3. Đừng xem bản thân quá quan trọng. 4. Tập trung giải quyết sự thiếu đồng nhất của bản thân trong tư duy và hành động. 5. Tập quan sát đa chiều và trung lập. 6. Phân tích sâu sắc sự vật và sự việc. 7. Dũng cảm, tôn trọng sự thật. 8. Tự chủ tư duy và xây dựng lòng tự trọng, tránh xa tâm lý bầy đàn. 9. Vứt cái thói khôn lỏi đi. Và 10. Là hãy hướng thiện. Để có thể góp phần biến một xã hội trở thành một nơi tốt đẹp hơn, mỗi con người chúng ta đều nên chủ động học cách nhìn nhận vấn đề đa chiều, không vội đưa ra kết luận và hành động khi chưa có sự kiểm chứng rõ ràng. Một khi làm được điều đó thì những hành vi đạo đức giả cùng những chiêu trò đội lốt nhân đạo mới không còn chỗ để sinh sôi và nảy nở. Cảm ơn các bạn đã xem video, đừng quên like và subscribe nếu các bạn thích video này. Ngoài ra, hãy cho chúng mình biết cảm nghĩ của các bạn ở dưới phần bình luận nhé. Xin lưu ý rằng bài viết này hoàn toàn là quan điểm và ý kiến của tác giả, không phải của Spider Room. Chúng mình rất mong nhận được những comment lịch sự và mang tính chất xây dựng của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Pink Dot. See ya.